Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đi thả dập giống đó các bạn. Rồi chẳng nhắc chiều này rảnh rảnh rồi mình quay lại cho các bạn xem luôn. Con dập này nó làm như nó hết lớn rồi các bạn, đóng gông quá. Cái khu này thì hôm trước mình có quay với các bạn xem rồi đó. Ở khu này mình thả dập giống nha các bạn. Mình ở ngày mình thả cũng được cũng mấy bữa rồi các bạn. Cái dập này là người ta bắt dập thiên nhiên nha các bạn. Người ta bắt dập giống thiên nhiên rồi mình mua lại mình thả nè các bạn. Nó bự nhỏ lộn xộn có đủ chứ. Mình không có biết cỡ nhiêu con nha, mình không có cân các bạn. Nay mình nuôi ít cho nên là mình không có cần thử cái size nó cỡ nhiêu các bạn. Chỉ biết phân cỡ ra để mình thả là cho nó thu hoạch đỡ mất công các bạn. Phân cỡ cho nó đều ra mai mốt mình có bắt lên là mình đỡ mất công thôi chứ mình không có cân cái size. Không có cần cái size nó nhiều nha các bạn. Nè con dập giống của mình là gì nè các bạn. Bữa nay là dập nó hơi chọi chọi nó nhiều nha các bạn. Cho nên những cái này là mình lựa ra riêng với những cái loại này. Ngày nữa mình bắt lên để mình bán nó là nó dễ hơn các bạn. Để mình cho các bạn xem là cái con dập thiên nhiên mà cái bãi cát nó bồi lại nè các bạn. Các bạn thấy lạ không? Con dập nó trắng hú vậy nè các bạn. Tại cái bãi ở ngoài bãi sình đó là cái bãi bồi mà trước là cái bãi cát cho nên nó bồi từ 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 lên là nó có pha cát nha các bạn, cho nên con dập nó trắng tươi. Con dập nó trắng là nó không có vàng luôn á nè các bạn, thấy không? Con dập nó trắng nhìn thấy đã không? Mình lựa cái cỡ này ra để mình thả riêng nha các bạn. Còn những cái loại này, những cái loại này thì mình thả riêng chỗ. Trắng thay đã. Mình nuôi thời gian là nó vàng rồi lại nha các bạn, nó vàng nó đen rồi lại. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình lựa rồi mình thấy luôn nha các bạn. Cái con dập này thì nói nào ngay nuôi kiếm thu nhập thêm vậy chứ nó mình nuôi cái lượng ít nó không có được nhiêu tiền nha các bạn, thu nhập nó cũng không được nhiêu tiền lắm tại vì mình nuôi ít không bạn, nuôi trăm trăm ngoài ký giống rồi cho nên là thu nhập là cũng thu nhập thêm vậy chứ không có nhiều nha các bạn. Có những người ta nuôi đầu tấn thì người ta có thu nhập, người ta ổn định. Với lại cái con dập này mà các bạn biết không, cái giá nó là nếu mà cao ngất ngưỡng là giá mình bán tại chỗ đó các bạn thì 50.000 là hết giá rồi các bạn, nếu mình giá mình bán tại chỗ đó. Cho nên là nó không có cái tiền, cái số tiền lời nó không có nhiều nha các bạn. Nhưng mà cũng kiếm thu nhập thêm nữa các bạn. Mình thả cũng không có nhiều hết trơn cho nên là cái thu nhập nó cũng yếu lắm, nó không có. Dập này là một cái ký giống 25.000 nha các bạn. Mình mua nó nha.
mắt cắn quá các bạn. Trước mình có thả khu này rồi đó các bạn. Bây giờ cũng vẫn còn dòm nữa nhưng mà mình gom vô trong mé đó rồi. Mình gom dập cũ vô trong mé đó rồi. Còn ở ngoài này mình thả dập mới nha các bạn. Hôm nào rảnh rảnh mình sẽ dắt các bạn đi mà bắt dập giống nha các bạn. Ông cậu ổng hứa mình rồi là ổng dắt mình đi bắt dập giống này để mình quay lại cho các bạn xem. Tại vì con dập này là chỉ có bắt xì nước không các bạn. Không có bắt dọc ở như trong rừng mình đã quay. Cho nên là bữa nào rảnh rảnh thì mình sẽ đi với ông cậu mà ổng bắt rồi mình quay lại cho các bạn xem. Cái con dọp mình mua cái lượng ít này thì chủ yếu là làm quà nhiều không bạn. Chứ còn mình bán nó không được nhiều lắm đâu. Chủ yếu là mình nuôi để mình làm quà. Với một cái nữa là dài dài sớm có ai mua thì mình bán, mình kiếm thu nhập thêm thôi, chứ thu nhập từ con dọp này là ở chỗ mình là không có lớn như các bạn. Tại vì con dọp này các bạn cũng biết rồi đó, là cái giá nó đâu có cao đâu. Hôm qua hôm kia mình đi trên nước ngọt đó các bạn, thấy người ta bán dọp bự bự không mà một ký 35.000. Nhưng mà mình không biết con dọp đó nó ra làm sao nha các bạn, cho nên mình không có dám nói đâu. Nhưng mà nó rẻ cỡ đó là các bạn thấy rồi, không có lời lắm gì nhiêu đâu các bạn. Cái đó thì nuôi hàng chục tấn rồi sao mới có lời thôi, chứ còn bình thường là vô phương à. Người đó ít như mình là vô phương. Mình thả ba bữa mới có 2 mấy ký hả các bạn, mới có 2 mấy ký giống à. Mình thảy xuống đó vậy đó các bạn. Rồi là những con dọp á, nó sẽ lần vô mấy cái gốc đứt nhỏ này nè. Rồi ném trong đó lần nó lớn nữa các bạn. Chứ nó ít có ở ngoài lắm. Hôm qua dập nhỏ nhiều, bữa nay dập nhỏ ít các bạn. Cái này là 8 ký. Cái này tổng cộng là 8 ký nè, mình vừa lựa dập lớn ra rồi còn cũng khoảng 3 ký nữa các bạn. 3 ký dập nhỏ mà nó nhỏ dữ lắm nha các bạn. Có thả thì dập này thả lời nè các bạn. Mà nếu đi mua giống mà mua dập này không thì không có giá 25.000 đâu các bạn. Nó sẽ cao hơn tại vì cái nó nhỏ, cái lượng con nó nhiều. Nếu mà đi mua giống thì cái loại này thì giá cao nè các bạn. Cái loại này nó có con bằng ngón tay nè. Bạn thấy không, bằng ngón tay cái của mình. Con dọp này nè, nó đập ở chỗ là nó trắng tươi hả các bạn à. Cái con dọp nó trắng tươi hả. Tại vì cái bãi bồi cát đó cho nên nó bò tới bò lui rồi cái vỏ nó trắng các bạn. Rồi mình thả xong dập lớn rồi đó các bạn. Còn mình đi lại đằng kia mình thảy luôn cái lô dập nhỏ này. Hồi trước mình không có biết đó các bạn. Tại vì mình cũng có đã nói rồi, mình chỉ có mới tập nuôi thôi. Cho nên là nhiều giống về mình xù đại. Rồi tới cái giác mà thu hoạch đó là không có bắt được các bạn.
tại vì nó nhỏ lớn lộn xộn, bắt mình mắc lửa rồi này nọ cực kỳ lắm các bạn. Bây giờ mình phân chia ra là chỗ nhỏ thì chỗ thả dập nhỏ thì nhỏ không, còn nếu mà lớn thì lớn không, cái lượng dập nó đều mới muốn mình bắt cho nó dễ. Ở trong đó là còn dập bự nữa các bạn, tại vì mình đã dồn vô trong đó hết, còn ở ngoài này thì mình thả dập mới. Rồi xong rồi đó các bạn, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip đi thả dập của mình nha các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn like đăng ký kênh để ủng hộ cái kênh Thú Vị Cà Mau của mình nha các bạn. Cỡ này mưa quá thì mình cũng ít có ra clip các bạn, vài ngày mình mới ra một clip. Các bạn có đăng ký thì các bạn nhớ nhấn cái chuông để nhận được cái thông báo clip ra mới nhất của mình nha các bạn. Xin tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Quên nữa, mình sẽ đi lại mình bắt cái con dập khủng lên cho các bạn xem nha các bạn. Cái con dập mà lâu nay mình cũng đã có bắt cho các bạn xem rồi đó. Thì bữa nay mình sẽ bắt lại thử cho các bạn xem để mà coi thử nó còn sống hay là chết. Cái còn sống là chắc các bạn, tại vì mình cũng mới thăm mấy ngày nay nè. Mình nuôi tới thử coi nó được bao lâu nha các bạn. Tại vì con dập này mình cũng đã nuôi năm mấy rồi đó. Nó nằm trong này nè các bạn. Con dập này nó già quá, nó không có đi đâu chứ các bạn. Đâu rồi? Đâu mất tiêu rồi? Đây. Con dập này khủng nha các bạn. Con dập này là bữa hổm mình cũng đã cân rồi, nó 2 lạng đó các bạn. Bữa nay chắc có hơn rồi các bạn. Nó còn cái viền xanh xanh này là nó sống nha các bạn. Nó sống và nó sẽ lớn. Còn cái viền xanh xanh ở chỗ cái mép nó nè. Thả xuống đi. Rồi, xin tạm biệt các bạn nha.